Xin chào các bác, hôm nay tiếp tục lại lên thanh lý cho các bác con máy chiếu Epson EBW10. Con này là bản nâng cấp cao hơn cả con Epson X8. Đấy, các cái cổng kết nối thì nó cũng vẫn như con X8 thôi. Đấy, đầy đủ HDMI, VGA. Nhưng mà cái độ phân giải của con W10 này thì nó cao hơn con X8. W10 là độ phân giải của nó là HD cộng 1280x800. Đấy, ngoại hình thì nó giống con X8. Nó cũng có các cái lấy nét zoom zoom ở đây. Công nghệ của nó là 3 LCD. Đấy, 3 LCD khắc ghi ở trên này, hầu như Epson nào cũng có. WXGA là độ phân giải 1280x800. Đấy, ngoại hình của máy cũng rất chi là đẹp. Ngoại hình cũng đẹp nhá. Đấy, dùng ngon đẹp, chạy tầm nghìn giờ, hơn nghìn giờ chút. Đấy, thanh lý giá rẻ. Đấy, các bác mua về xem bóng đá, chiếu máy zin nguyên bản, hàng sách tay của Nhật, máy Nhật. Con này độ sáng của nó là 2600 lumen, độ phân giải là HD cộng 1280x800. Cái công nghệ của nó dùng là 3 LCD. Đấy, tương phản là 2000:1. Công suất bóng đèn của máy là 200W, tuổi thọ bóng là 5000 giờ, tổng bóng là 5000 giờ nhé. Đấy, thanh lý cho các bác con này giá là 2,9 triệu, 2,9 triệu thôi nhé. Bác nào nhanh tay thì xách được em nó về. Bây giờ em sẽ lên hình để cho các bác xem video thực tế nhá. Em đã kết nối là các bác về, các bác có thể cắm trực tiếp điện 220 nhà mình vào đây nhá. Nhiều bác hỏi em, các bác có thể cắm trực tiếp đây, nguồn HDMI vào này. Đấy, em máy em vẫn đang bật điện nhá. Máy này các bác có thể bật điện 1 đến 2 bóng đèn tuýt thoải mái. Đây, karaoke. Đấy, màn chiếu của nó cái độ phóng cũng rất là to nhá. Cái khoảng cách chiếu từ cái mắt bóng này đến cái màn kia là chỉ tầm hơn 1 mét một chút thôi. Em chưa phóng to hết cỡ nhá. Này là cái mức giữa này. Zoom to ra một tí này. Đấy, zoom nhỏ này. Đấy, to hơn. Đấy. Số giờ đây các bác. Đấy, thường là 743, giờ eco là 791. Zin nguyên bản. Đấy. Bây giờ em sẽ tắt điện đi để các bác nhìn nhá. Đây, điện đi thì nó rất là đẹp. 2,9 triệu một con máy HD cộng này thì rất chi là ngon luôn. Các bác có thể chiếu dạy học, phòng học nhỏ tầm 15-20 m², ok. Đấy, chiếu thuyết trình dạy học cũng được, xem phim, phòng phim nhỏ hoặc là phòng khách tầm 20-30 m mà bật một bóng đèn, ok luôn. Máy có loa ở trên máy luôn. Đây, có loa trên máy nhá. Đây, điện dùng điện 220. Đi kèm với máy sẽ tặng cho các bác một cái dây nguồn, một cái dây HDMI 1,5 m và một cái điều khiển đi theo kèm theo máy. Đây, mở một cái đoạn video hát khác này. Đấy, đợt này vào mùa bóng đá rồi, các bác mua nhanh không là máy nó sẽ không còn và nó giá nó sẽ rất là cao. Em lấy được những con máy này về nó cũng rẻ nên là lên thanh lý cho các bác để cho các bác có thể mua được. Ở trên mạng họ bán con máy này rất chi là cao nhá, không rẻ đâu các bác. Máy cũ tầm phải tầm hơn 5 triệu đấy. Đây, em sẽ cắm cho các bác thử cái dây VGA các bác xem nhá. Đây, bây giờ em sẽ cắm thử cái dây VGA này. Đấy, rút ra thì cái màn hình chờ nó sẽ màu xanh như này. Đấy,
Các bác bấm, các bác vào thì các bác phải chọn cái này để cho nó hiện lên các cái cổng để cho mình kết nối. Đây, máy đây là con máy nhá, kết nối với máy tính. Các bạn nhìn thông số giá họ đang bán là 21.050.000 VK10. Đấy, thì vừa rồi em vừa cắm cho các bác xem cái cổng VGA cũng đều nhận hết đó, mà cái giá máy mới đấy 20 mấy triệu ấy. À, cũ họ bán cũng tầm 4-5 triệu. Đây, con này em thanh lý cho các bác 2,9 triệu thôi, 2,9 triệu nhá các bác nhá. Đây, các bác nào mà ưng thì có thể liên hệ với em, máy em vẫn bảo hành cho các bác 1 tháng. Đấy, bạn nào ưng thì có thể liên hệ với em theo cái số điện thoại em để ở dưới phần mô tả. Các bác có thể kết bạn Zalo hoặc nhắn tin hoặc fanpage giúp em. Rồi, cảm ơn tất cả các bác. Các bác xem video thì nhớ đăng ký kênh, bấm vào cái chuông thông báo để nhận nhiều cái video mới nhất của em nhé. Chào tất cả các bác.